Ừ, anh còn vài đồng Bitcoin để lát lên sàn giao dịch trên liền Metano anh bán. Tích tắc là có tiền liền, em đừng có lo nha. Hả? Cướp, ăn cướp, tưởng này tao biết mà. Đưa tiền đây. Bây giờ tôi không có tiền. Mày tưởng tao ngu hả? Một đồng Bitcoin tiền cả bạc tỷ mà mày kêu mày không có tiền. Mày thông minh đó, biết đâu giàu tới mức độ đó mà tưởng dễ bị ăn cướp vậy sao? Mày thích chưa tới đâu thì tao chiều mày tới đó, ra đường ngó trước ngó sau coi chừng đầu mày bắt bó. Về tăng ca. Ủa sếp, sếp đi bộ về à? Thì cái xe mới hư đi sửa. À thì ra là không có tiền đổi xe mới. Không có đâu, cái xe sếp còn mới. Sửa thì còn đi được. Thôi đi, xe sếp mới quá. Xong rồi bán gì cha không mày mua. Thôi qua nhà em đi cho mấy chiếc chạy chơi nè. Nhà em làm lại cái xe hả? Không, thì hồi đó nhà em cũng nghèo, nhưng mà kể từ lúc mà em tích góp tiền, em mua Bitcoin chơi app Metano đó, xong rồi giá tăng em bán ra rồi em giàu vậy thôi. Chưa hết, giao dịch trên gì Metano chỉ mất 3 phút để từ tiền ảo qua tiền thật thôi, nhanh gọn lẹ. Sếp tải app nhanh về kiếm tiền mua xe cho sang bằng tụi em. Tụi nó là nhân viên của mình hả ta? Hay là mình là nhân viên của tụi nó? Hay là mình